Kính chào quý vị. Trân trọng kính mời quý vị nghe một hồi ký chiến tranh. Với tựa đề Tiền đồn. Tác giả Thế Uyên. Chương 1. Ba tiếng súng nổ phía đồn. Vũ nghe rõ đủ ba tiếng kế tiếp trong cơn ngủ chập chờn, nhưng không muốn thức tỉnh ngay, chẳng xoay mình chiếc áo còn ướt đẫm mồ hôi ở lưng dính vào vải võng chàng mở mắt chậm chạp bầu trời sáng trăng những đám mây trên cao viền bạc óng ả à. bàn tay tự động quờ quạng mở máy lúc nào không rõ bây giờ tai chàng bắt đầu nghe thấy tiếng u u phát ra một đám mây tiến đến che khuất mặt trăng vùng bóng tối lan dần từ phía khoảng trống cuối chợ tiến nhanh lại toán quân những bóng đen thẫm nằm bất động từng về trên đất chàng áp ống nghe vào tai đưa chân đạp hiệu thính viên nằm cong queo dưới đất địch tấn công lớn gần bến xa tiểu đoàn ba bị vây lệnh mở đường và giữ an ninh lộ trình cho tiểu đoàn dù đi đường bộ lên tiếp viện. Bỗng một bóng đen tiến lại gần thì thào Vũ đâu rồi? Chuẩn ý Vũ nằm đâu rồi? Vũ cầm nút nhựa cứng, gõ vào thành bi đông, tiếp tục tu nước. Bóng đen lại ngồi bên cạnh, khung tay hút thuốc. Đầu lửa đỏ lóe sáng soi rõ một cầm râu lợm trộm. Các binh sĩ đã tỉnh ngủ, loay hoay tháo võng gặp áo mưa. Những bóng đen lập lờ sau hàng cột chợ, những tiếng len ken của các bi đông mở nút, tiếng bắn súng va thầm trên đất nền. Vũ đeo dây đạn vào người, dựng khẩu súng vào vai, có tiếng một binh sĩ chửi rủa nho nhỏ. Chàng không tay hướng nước từ bi đông chảy ra, vỗ té lên mặt, tỉnh hẳn ngủ nhìn khu chợ như sáng bừng lên dưới ánh trăng không còn mây che chàng thấy mệt mỏi hi quay lại xoay tay đưa đi thuốc lại cho chàng châm nối rồi hỏi trung đội ba xong chưa chàng gật đầu vũ biết lệnh chưa chàng lao nhào nghe ban nãy rồi một giờ đêm mới về đến đây ba giờ sáng đã xuất quân rồi một bóng đèn khác băng nhanh qua sân chợ lại gần hy hỏi nhỏ đi chưa đại đội trưởng hy đứng dậy bỏ điếu thuốc xuống đất lấy chân đạp trà mạnh trung đội ba đi bên trái đường chàng gật đầu trung sĩ ra thì thào sáu giờ sáng trung đội mình mới phải đi đầu phải không chuẩn ý. vũ tự dưng cáu kình. chàng chưa bao giờ quen với tình trạng tị nảnh từng ly từng tí giữa các đơn vị lớn nhỏ, giữa từng chiến binh của đơn vị này. Chàng cố giữ khỏi lớn tiếng. Được rồi, tiểu đội 2 trực trung đội đêm nay, đi trước. Đúng 6 giờ sáng, đội phiên cả trung đội lẫn tiểu đội đi đầu. Rắc rối. Chàng lào nhào, nào có phải đi sau mà không chết đâu chứ. Toán quân lầm lũi ngái ngủ di chuyển giữa ánh trăng len lỏi phía sau các ngôi nhà kín mít im lìm. Một hàng rào chắn ngang, binh sĩ tay dơ cao súng, tay cố ấn dây kẽm gai xuống, soạt chân bước qua. Toán phía sau dồn cục chờ đợi. Có tiếng ngáp dài, vũ lắng nghe, tự hỏi âm thanh phát xuất từ hàng quân hay trong nhà. Chàng soạt chân vượt qua hàng rào, kẽm gai lướt sắc trên mông. Tự dưng chàng thấy thèm ngủ đến độ, muốn nằm ngay xuống giữa hai luống rau, nằm ngủ cho tới sáng. Toán quần tiếp tục đi, một vệt dài đen thẫm im lặng uốn cong lên lỏi giữa các nhà kín mít. Trăng sáng thật sáng, làm nổi một tiếng chửi thề trên giọng khàn hạ thấp của một binh sĩ bị kẽm gai móc vào chân bốn giờ sáng có lệnh dừng quân bố trí vũ cho trung đội đóng dài dọc lộ phía sau lớp nhà hút thuốc trong chiếc mũ úp trên tay âm thanh rì rào của máy truyền tin hiệu tính viên thì thào xen lẫn với tiếng huýt sáo nhỏ thanh ba gọi thanh nghe không trả lời thanh ba gọi thanh nghe không trả lời thanh ba đã tới vị trí ấn định thanh ba đã tới vị trí ấn định đoàn xe tải quân tiếp viện bắt đầu xuất hiện những khối đen to dần trong tiếng động cơ ầm ì những ngọn đèn xanh ngụy trăng leo lét như mắt mèo vũ đứng dậy đeo súng lên vai gắn điếu thuốc lên miệng ra đứng ven quốc lộ tự lưng vào cột hàng rào những bóng đen bất động trên xe một vài đốm lửa đỏ hình như hướng về phía chàng như một lời chào không thành tiếng ánh trăng tràn đầy loang loáng trên các đỉnh tròn của mũ sắt lẫn trong tiếng động cơ vang lớn đoàn xe đã đi qua vũ nhìn theo chấm đỏ chiếc xe cuối cùng vơ vẩn nghĩ tới đơn vị bạn đang thất thế cầm cự từng phút cũng dưới thứ ánh trăng này chàng trở lại chỗ cũ ngồi tựa cửa căn nhà tay quàng lên báng súng ngủ thiết đi cánh cửa lay động như muốn mất hút về phía sau vũ giật mình vùng quay lại trời đã hừng sáng người đàn bà bất động đặt nguyên tay trên cánh cửa nhìn những người lính ngổn ngang ngoài thềm không ngạc nhiên cũng không sợ hãi phía trong ba đứa trẻ ngủ lăn lóc trên chiếu trải ngay dưới đất vũ giơ tay che miệng hỏi qua tiếng ngáp Sao bác để các em ngủ đất? Dễ đau bệnh lắm đó. Người đàn bà trả lời, không mỉm cười, không nhăn nhó. Phải đánh vậy, năm dương đâu có chạy đạn kịp. Dạo này đánh nhau quá trời chú à. Vũ đứng dậy vươn vai nhìn một vùng trời bắt đầu ửng đỏ. Rồi ra sân múc nước té vào mặt, châm một điếu thuốc, nghĩ tới một ngày vất vả đang chờ đợi. Mấy giờ rồi anh? Không biết, anh xem đi. Đầu người con gái đè nặng trên bụng. Ánh trăng phản chiếu từng đợt sáng trên tóc khi thiếu nữ cử động. Định cúi xuống mỉm cười. Đồng hồ anh để trong túi quần trái, em lấy ra mà coi. Bàn tay nhỏ trắng vùng lên, lách giữa những lớp vải tìm kiếm. Những đầu ngón tay cử động mơn trớn trên đùi chàng. Thiếu nữ giơ đồng hồ lên, nghiêng đi nghiêng lại để tránh ánh trăng phản chiếu trên mặt kính. Ba giờ rồi anh. Tám giờ anh mới đi, bọn mình còn nhiều thì giờ. Định cúi xuống, thiếu nữ đang ngậm ngón tay trò của chàng, đầu lưỡi nóng ẩm ướt trên da. Ánh trăng động hai vết nhỏ trên đôi mắt mở lớn. Chàng nghi ngờ đưa tay vuốt kẽ mắt, tìm thấy vết ẩm ướt. Linh vòng bàn tay có gáy chàng, rướn người lên hôn. Định giữ nguyên vị trí, đôi môi nàng mấp máy tìm kiếm. Chàng bất động, bàn tay ấp lên trên gáy cử động yếu dần. Và bây giờ, Linh đã buông đầu vào lòng chàng. Những giọt nước mắt xuất hiện từng khối trắng đọng lớn dần tại sao em không cản anh đi sự đoàn linh em biết lúc ấy nếu em cản anh sẽ rút đơn lại mà thiếu nữ cựa người một giọt nước mắt chàng thấy rõ một giọt nước mắt lăn xuống gạch em không muốn nhưng tại sao anh cứ phải ra trận mới được chứ anh tưởng em sẽ tìm được cái gì cho anh ở đó à không có gì đâu anh không có gì hết đâu anh à Em biết thế Em là đàn bà Em yêu anh Em biết rằng không có gì ở đó cho anh đâu Định nín lặng nghe Tiếng đoàn xe lửa lớn dần Át tiếng nói của Linh Bây giờ đoàn tàu đã đi qua Ánh trăng tiếp tục trên sân gạch Trên những trái tầm ruột góc sân bên kia Chàng tựa đầu vào vách tường khép mắt gần kín để nhìn những ánh sáng lấp lóe trên hàng mi em không muốn cản anh bởi vì em biết anh chỉ có thể sống yên bên em sau khi tham dự cuộc chiến mỗi người đàn ông cần phải trải qua một cái gì đó mới có thể sống yên đừng có lo cho anh bàn tay linh đưa lên lục lọi túi áo lấy bao thuốc đặt một điếu vào môi chàng ánh bật lửa bùng lên. Đất mặt Linh xuất hiện gần như vui vẻ nằm chàng ngạc nhiên và cảm thấy đau nhói trong lòng ngực. Cái chết xuất hiện lần khuất với nụ cười. Không rõ ràng như thế, chàng tin sẽ có thể chết. Có lẽ vì sự có thể này, chàng đã xin đi đơn vị tác chiến. Có phải chỉ vì thế? Chàng hỏi. Em biết tại sao anh muốn ra trận không? Em đã nói rồi, anh cần phải trải qua chiến trận. Để làm gì? Vì tự ái đàn ông, vì kiêu hãnh làm người hay vì cái gì nữa em đâu có biết. Em chỉ biết em không nên cản trở anh. Em chỉ biết anh chỉ có thể sống yên bên em sau khi đã trải qua cuộc chiến tranh này. Linh ngừng bật vì chàng đã vòng tay nâng nàng lên hôn. Ngậm đôi môi nóng và cắn mạnh, thiếu nữ muốn kêu nhưng âm thanh không thoát ra được. Không hiểu sao em tin rằng em sẽ chết trước anh đấy, anh yêu à. Định cười, nhặt điếu thuốc còn cháy quăng lăn lóc bên cạnh, hút tiếp rồi nói. Ninh, em có tin người ta có linh hồn không? em không biết nữa nhưng em mong rằng có bởi vì như thế thì dễ sống và dễ chết hơn anh thường nói mà bởi vì như thế dễ sống và dễ chết hơn phải không có đúng thế hay không không biết nhưng chàng biết chắc đã nhiều lần luyến tiếc vì thời kỳ thơ ấu thời kỳ chàng tìm thấy cảm thấy có những vị thần linh dữ tợn sống trong các hốc cây đại thụ những con ma lả lướt trên rễ đa và những nàng tiên lang thang vơ vẩn trong không gian đi tìm những đứa trẻ đang khóc vì mất đồ chơi hay tủi hổ vì cha mẹ mắng. Chẳng nhớ lại thật rõ rệt bốn bức vách quét hắc yến căn phòng chứa xác tòa nhà bác sĩ một thị trấn xa nơi chàng ở nhờ khi tới đáo nhiệm sở mới. Trung quanh vườn rộng um tùm cành lá chịu nước của mùa mưa kéo dài nửa đêm chẳng nghe thấy tiếng cạo sửa cửa thông sang phòng để đồ bên cạnh trong giấc ngủ chập chờn ý thức như ghi nhận những vết cào xước ấy ngay trên sọ buổi sáng trở dậy đi quanh nhà xem xét chàng thoáng lạnh người khi không tìm thấy trên các cửa một vết cào nào khu nhà rộng không có chó không có mèo người đàn bà làm vườn trợn mắt thì thào ông không biết à xưa tây bắn chết mấy chục người ngoài vườn xác xếp cả trong phòng đó phòng chứa xác của ông bác sĩ đó đêm hôm sau chàng đi uống cà phê khuya trở về tắt đèn rồi cầm chiếc đèn bấm loại đi rừng rồi ngồi thu người trong góc phòng chờ đợi khi tiếng cào bắt đầu chàng rón rén tiến lại gần chồm lên đập tung cửa nhào sang buồng chứa đồ dưới ánh đèn pin quạt ngang dọc không dấu vết một sinh vật nhưng cửa chiếc tủ kê nghiêng đang từ từ mở một cánh tìm thắt lại lạnh giá chàng nhảy chồm tới mở tung cánh tủ còn lại dưới ánh đèn một con chuột lớn đang lẩn trốn sau dãy chai lọ với độ loạn xoạn. Khi nhảy tới, chàng tìm thấy gì? Một bóng ma hiện hình, một con quỷ không đầu hay một hồ ly xõa tóc đang khát tình đợi chàng. Chàng không hiểu rõ, chỉ biết đã thấy thất vọng đến tận xương tủy khi chỉ thấy một con chuột mắt dương lấp lánh sợ sệt bàn tay nóng của Linh úp lên má chàng. Anh đang nghĩ tới cái gì vậy? Anh đang tự hỏi có linh hồn hay không? Tự dưng, một nỗi thiết tha với cuộc đời, thiết tha mạnh mẽ tới độ làm cơ thể chàng rung lên nhức nhối. Chàng nói dồn dập. Trong đời anh, anh chưa thấy người đàn bà nào yêu mạnh mẽ như em. Vậy nếu em chết trước, anh sẽ lấy vợ khác đêm tân hôn anh sẽ mang tới căn phòng xưa bọn mình đã sống ở đà lạt tuần trăng mật anh sẽ để cô nàng trần truồng nằm trên giường rồi mở lớn cửa sổ gọi tên em nếu có linh hồn em sẽ phải hiện về nếu không sau cái chết sẽ không còn gì cả em hiện về không linh anh sẽ gọi tên em thật to cho cả vùng đồi cho tới tận nghĩa trang có mộ em Thiếu nữ níu tay có vài người đàn ông Ngồi dậy Mắt mở lớn Em sẽ về Nếu có linh hồn Em sẽ về bằng bất cứ Thiếu nữ vùng úp mặt vào vai chàng khóc nức nở nghẹn ngào Anh nói thật đi anh Sau cái chết Anh còn tin có gì nữa không Còn gì nữa không anh Định bế thiếu nữ vào nhà Qua chiếc sân ánh trăng đã nhạt chàng hơi dừng lại trên bậc cửa nhìn lên bầu trời phía đông đã bắt đầu trắng sáng trước khi cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt nằm phủ lên linh chàng không thấy thèm muốn nhưng chàng muốn vô cùng mãnh liệt vào sâu trong cơ thể phía dưới của người khác kia kẻ khác kia những thúc đẩy run rẩy của cơ thể chàng tìm kiếm đương hòa hợp với linh người khác kia không có nghĩa gì hơn không mang một giá trị gì hơn là biểu lộ một chống đối thật nhỏ và vô ích với khoảng không có gì hết sau cái chết khi thân thể rung chuyển mạnh trước vút cao độ của đàn ông linh vùng siết chặt những ngón tay móng nhọn chới với trên lưng chàng những câu nói nàng thốt ra chàng không hiểu rõ nhưng cảm thấy một chuỗi tiếng kêu tuyệt vọng từ ngàn xưa của con người khi biết chẳng bao giờ thoát khỏi cái chết đang chờ đợi súng cối ở đồn bắn phải không chị ba nhấc đầu khỏi gối lo ngại nín thở nghe ngóng thân thể cứng lại trong chờ đợi tiếng nổ lớn kinh hồn chiếc đồng hồ lấp loáng ánh dạ quang xanh mờ vẫn kêu tích tắc trên bát sát giường chung quanh im lìm tiếng của một con chó sủa ở xa một con mối tắc lưỡi trên vách chị thở phào không có gì hết chắc thằng b đạp chân vào vách chứ không phải tiếng súng cối bắn đi chị tự hỏi mấy giờ rồi bực mình khi nhớ ra ban nãy có ngó vào đồng hồ nhưng lại không nhớ là mấy giờ. Chị lại lồm cồm ngồi dậy, đưa tay cuộn mái tóc rũ rượi lên đầu. Gáy và bàn tay đều nhớp mồ hôi, nóng bừng. Mới có ba giờ, qua khe vách. Ánh trăng từng vệt cách ngang thân hình anh ba và thằng B nằm phía ngoài. Chị cúi xuống, người đàn ông đang ngủ say tiếng thở đều đều. Anh ơi, anh à, hình như có tiếng súng ở đồn đó. Người đàn ông ẩm ừ, co hai chân lên. Một khoảnh khắc ngắn, bàn chân bám đất hiện rõ giữa ánh trăng. Để tôi ngủ, sáng trưa mà. Chị nay chồng khe khẽ. Anh à, anh cứ dậy thử coi. Lỡ mấy ông ấy bắn thiệt, chôn vô hầm đâu có kịp. Chị đưa tay quàng lấy đầu chồng kéo lên đầu gối người đàn ông lọt vào giữa hai đùi ấm áp làm chị tự dưng muốn khép hai chân lại vợ chồng vừa đôi co lúc tối chị muốn ăn nằm từ chiều từ lúc anh ba số nước ngoài sân cái mông cứng lâu láng nước làm chị nóng ran từ dưới lên trên chị cố ru cho thằng b và khi nó đã ôm cái chăn dạ lính ngủ Anh còn lúi húi Làm gì không biết ở căn bên cạnh Chị dục tắt đèn Một lần Hai lần Anh không nhúc nhích Có tiếng giao chặt nhẹ và tiếng cười Có người nghèo mà ham quá ta Nghe tức điên thiệt Chị không thèm nói nữa Quay mặt vào vách cố ngủ Rồi anh kéo ngựa chị ra chị vùng vàng không chịu. Anh lao người lên, đè trên cánh tay đau nhói. Chị càng tức, co chân đạp tung anh xuống đất. Sau cùng cả hai cùng ức, nằm cạnh nhau im lặng. Về khuya chị thao thức không ngủ được, người vẫn râm ran bức rứt. Chị xoay người lại, ép sát vào chồng. Chị biết rằng anh chưa ngủ, nhưng anh nằm im. Chẳng lẽ Chị lại, dàn hòa trước à? Chị toan tính quẩn quanh, mong có tiếng súng nổ để cả vợ chồng con cái leo xuống cái hầm dưới gậm phản. Thế là tiện, khỏi phải ai, làm hòa với ai hết. Nhưng đêm nay yên tĩnh thật, trăng sáng. Chắc mấy ông trong đồn nhớ vợ, nhớ con, không buồn động tĩnh. Chị ấm à, ấm ức với tất cả chẳng lẽ lại đưa tay ra trước để anh chàng sáng mai làm tàng chịu đâu nổi bây giờ không gian bốn bề yên tĩnh trăng sáng như ban ngày ngoài vách và người chị thì như thế chị đưa tay xoa bộ ngực căng tức sữa một cảm giác buồn buồn bức đức lan khắp người phía dưới bụng như căng ra chị bước xuống đất tiến đến sát vách đối diện nhìn qua khe hàng hiên sạch trắng dưới ánh trăng dưới mấy bóng cây ngoài vườn không hình dạng nào khả nghi đêm nay không có toán quân nào tới đóng chung quanh nhà chị toan mở cửa ra ngoài nhưng lại thôi biết đâu mấy ông lại không nằm phía chuồng bò bên kia bước ra dám bị ăn đạn lắm ai biết được mấy ông ở chỗ nào lệ thế rồi bắn đêm ra khỏi nhà không cầm đèn bắn chết bỏ tuần trước trăng cũng sáng bà hương ấp trên nửa đêm ra ngoài đi cầu bị bắn gãy cẳng còn nằm nhà thương trên tỉnh chưa về kìa thôi ở trong nhà là hơn dù chị rất ghét làm việc này trong nhà anh ba nằm kia tấm ảnh nhìn chị còn ngượng nữa là những lúc thế này, chị muốn già phứt cho rồi để có thể như mấy bà. Tiện đâu thì ngồi đó. Chị cúi xuống, cẩn thận các cái chậu xa vách cho vừa tầm. Chị tụt quần ngồi, cố giữ cho tiếng nước khỏi vang động. Bỗng có tiếng cười nhỏ trên giường. Chắc vậy, chị không dám chắc có phải không? Lại gần giường, chị khe khẽ leo lên một cánh tay đột nhiên quàng qua lưng vít xuống chị vùng vẫy thì thào khéo đè lên thằng nhỏ đè lên đâu cũng được làm tàng hoài à chị dãy dụa cố xoay người ép vào vách không biết ai làm tàng đột nhiên chị chống tay ngồi lên có tiếng động cơ lớn dần ầm ý dữ dội anh ba nới lòng tay úp trên ngực vợ nghe ngóng. Đoàn xe vụt trên lộ bên kia vườn, hết chiếc nọ đến chiếc kia. Sau cùng tiếng động cơ nhỏ dần khuất đi, chị thả người nằm xuống, hất chồng ra ngoài thì thào. Thôi mình, mấy ông hành quân lớn, đạn bắn tùm lâm bây giờ, tôi hỏng chịu sách quần tụt qua hầm như bữa trước đâu ạ. À. Thì ôm quần tụt vô đã sao Như bữa trước thì đã sao nào Chị thẹn nóng bừng má Nhớ lại bữa đó Súng nổ tứ tung Ngồi sát vách đất hầm Tay ôm mớ quần áo Tay bồng đứa nhỏ Mà chồng chị vẫn còn tiếp tấu Nỗi ngượng nghĩ lại làm chị bơ thờ Tứ chi sao lãng thủ thế Anh ba lợi dụng lao ngay lên chị vùng người không kịp chị nói nhỏ làm khẽ nghe cho thằng nhỏ ngủ chị lơ mơ nghĩ sáng mai phải dậy sớm ra chợ bán thúng khoai mì chắc chín giờ là hết tới hàng vải mua thằng nhỏ chiếc áo cái màu đỏ chị ngắm nghía từ ba bữa nay tiếng anh ba thở mạnh chị chợt nhận thấy hơi ùa ra khỏi miệng mình còn mạnh hơn rồi chị chẳng còn nghĩ Còn nhận thấy cái gì nữa Hy trải tấm bản đồ bọc nhựa xuống cỏ, cầm bút chấm, nắng hắt trên nhựa bọc làm vũ nhanh nhó khó chịu. Trung đội 3 hôm nay trực đi bên phải quốc lộ, trung đội 2 đi bên trái, tôi và Trừ Bị đi sau trung đội 2. Có tiếng huyết sáo vang từ máy truyền tin, vũ đưa tay lên cầm ống liên hợp trả lời lưỡi chàng chuyển động khó khăn miệng khô khan thèm thuồng một ly cà phê sữa đặc quánh chàng cài ống nghe vào đai vải rồi quay lại nói tiểu đoàn báo cho biết có một đại đội biệt động quân từ bên kia sông rút sang theo lộ trình này vũ cầm bút vạch trên bản đồ tiểu đoàn dặn phải cẩn thận đó không chừng đụng lầm họ sẽ tới ngã tư đất đỏ rồi theo quốc lộ về tỉnh. Hi gạch chữ thập lên bản đồ và nói, khỏi lo đụng lầm, một giờ nữa tối đa, đại đội mình vượt qua ngã tư rồi. Vũ nhớ khi qua ngã tư cho bắn càn quét vào đường bên phải nghe. Vũ khó chịu lào nhào, chẳng đất ghét cái lối nổ súng bừa bãi khi không có địch. Chàng đứng dậy vươn vai hỏi Chắc có địch ở số nhà đó không? Hy gặp bản đồ rút vào ngực áo và nói Một trung đội du kích Thằng tư tưởng bảo vậy Cứ biết vậy đã Nhưng mong rằng tin đó sai Khi len lỏi sau các dãy nhà Các ruộng khô gần tới ngã tư Vũ hết sức mong tin đó sai Xe hàng đổ dồn cột các hành khách đứng từng nhóm nhỏ nhìn về phía trước chàng cho quân ép sát lộ một người đàn bà đi tiểu luống cuống kéo quân đứng dậy một ông già tiếp tục đứng đái thản nhiên nhìn toán lính sắp lại gần cho quân bố trí sau bờ tre chàng gọi hiệu tính viên đi cùng lại ngã tư rồi hỏi mấy người tài xế đang ngồi ngổn ngang hút thuốc có mô phải không mấy cái mô vậy một người mặc áo trận lính cũ lem luốc dầu mỡ đứng dậy. Tụi tôi cũng không rõ nữa. Vừa tới chỗ bờ ấp kia thì bị mấy ổng hét bắt trở lui. Tụi tôi trở lui, có tới hai ba cái mô chi đó. Vũ cầm máy gọi Hy. Thanh thấy gì không? Thanh ba chẳng thấy gì hết. Chàng nhìn qua ngã tư, bên phải đường là khoảng trống dài gần một cây số cây mọc thấp ngang đầu tới mép rừng phía xa bờ ấp cao vẫn như bức tường một khẩu trung liên đặt ở đó trung đội chàng chỉ có nước nằm chịu trận vũ nói vào máy thanh thanh cho thanh hai tiến trước dùng bên đó có rừng cao su tiếng hy trả lời biến giọng qua ống nghe tôi có lệnh như thế rồi nhưng thằng thanh hai không dám tiến đồ gà chết cả lũ thôi thanh ba tiến đi tôi yểm trợ cho trung đội mở rộng hàng quang á tư rồi đứng lại các binh sĩ nhìn khoảng trống dài trước mặt phía xa thành ấp đất trắng vững chãi vũ bực dọc tiên phong lên đi đầu chàng mệt và chán không muốn chửi rủa gì nữa mọi sự là như thế rồi không thể sửa đổi sức không đủ cho chàng sửa đổi bất cứ cái gì tay đặt trên cò súng đã nhờn trong mồ hôi chàng cố tập trung quan sát vào bờ ấp yên tĩnh bất động còn xa quá không thể phân biệt được chi tiết đột nhiên có tiếng la lớn phía sau Dừng lại đi, đi nữa nó bắn chết hết đó. Vũ quay lại, toán quân trải rộng và dài về phía sau. Xạ thủ trung liên tiểu đội đầu đi một mình. Người tái đạn ngồi bệt xuống một quãng ở phía sau. Vũ tức giận, vẫn tên binh cận, một kẻ luôn luôn kêu than, luôn luôn tìm dịp nhảy dù về tỉnh. Mỗi lần bị la, hắn nhìn chàng như muốn gây lộn, và nhiều lần chàng đã muốn đưa súng lên cho hắn một phát rồi mọi sự muốn tới đầu thì tới chàng la lớn lên đi đứng đây nó quạt thì tịch hết cận vẫn ngồi dưới đất nói trống không lên còn chắc chết hơn nữa vũ thích cơn giận biến thành một ước muốn giết người cuồn cuộn trong mạch máu chàng ngó cái bộ mặt lấp ló trên cỏ ở mắt láo lên sợ hãi của Cận Như thấy đó là tất cả những cái gì chàng thù hận trong cuộc đời này Từ người vợ cằn nhằn cao có Đứa con hay đau quạt quẹo Cho tới lão tiểu đoàn trưởng đầu húi cua hay la hét Cho tới những nỗi cực nhục nhọc nhằn Chàng đã phải trải qua cho tới lúc này Lúc này Chàng đi trở lại Súng hạ xuống tiến trở lại phía cận mắt láo liên hấp hay dãnh nắng buổi sáng nhìn chàng. Nắng chiếu trên mặt bàn làm chất sữa trong ly mỡ màng hẳn lên. Định tì cầm lên tay cúi nhìn mảnh giấy ghi tiền đặt bên cạnh gạt tàn thuốc. Chàng thấy yêu chất sữa dưới nắng, làn khói thuốc xanh cuồn cuộn bay, chậm chạp và tha thiết trong một luyến tiếc cũ kỵ Chàng đặt tay lên tay Linh trên thành ghế kế bên. Đôi mắt thiếu nữ mở lớn im lặng. Ngoài hè, hai người đàn bà dừng lại nói chuyện, vẻ mặt như cãi lộn. Định đút tay về, cầm chiếc mũ lưỡi trai bạc nắng, tháo phù hiệu cấp bậc chàng nói. Ở sư đoàn này, không ai đeo lon đi hành quân, sẽ bị bắn chết liền. Chàng vặn lại núm đồng vào đinh, bỏ tất cả vào túi, cầm bao thuốc, lấy một điếu. Chàng cầm bật lửa châm hút, rồi đặt bao thuốc xuống bàn, đặt bật lửa xuống cạnh bao thuốc. Rồi chàng cầm ly lên uống, đặt ly xuống. Những hành động bình thường của cuộc đời này của chàng dưới đôi mắt nhìn mở lớn của Linh. Tám giờ rồi, tám giờ của một buổi sáng có nắng, tám giờ của một ngày, nhưng một siết thắt một mong manh bao phủ tất cả những cử động, những khói thuốc, những chất sữa mỡ màng trong chiếc ly sứ dày cộm. Tám giờ rồi, chàng quay lại nhìn ra phía sau Linh. Mười lăm phút nữa anh đi em à, anh đừng nói gì cả, anh đừng nói nữa, em van anh. Chàng quay đầu lại, khó khăn nhìn ra đường, nhìn sang bên kia hè, nhìn thành tường thấp ngay trước mặt nhìn chiếc ghế bọc da đỏ bên kia bàn nhìn đôi giày cao gót trắng có một chiếc nơ nhỏ bằng da cứng nhìn phần bàn chân linh lộ khỏi giày lớp lông tơ óng à dưới nắng bàn tay của linh đưa vào tầm mắt nhìn của chàng tìm bàn tay chàng kéo đi chàng nhìn những chiếc xe chạy ngoài lộ chàng nhìn những người đi trên vỉa hè chàng nhìn thành tường thấp trước mặt nhìn chiếc ghế da đỏ bên kia bàn nhìn chiếc nơ nhỏ bằng da trên mũi giày những ngón tay linh len lỏi khao khát tìm đan kết với các ngón tay của chàng những ngón tay ấm buồn rầu những quấn quýt tuyệt vọng câm nín trên tâm hồn chàng tâm hồn đăng ngầy ngấy trong một chia lìa với những chiếc xe chạy ngoài lộ, những người đi trên vỉa hè, bức tường thấp trước mặt, chiếc đế bọc da đỏ bên kia bàn, những ngón tay ấm buồn rầu trên da chàng, định cầm bao thuốc lá bỏ vào túi, cầm bật lửa, bỏ vào túi quần, đứng dậy, cầm túi quân trang đưa lên vai, linh ngồi bất động, bàn tay buông thõng trên thành ghe nắng lấp lánh trên hàng mi dài. chàng bước ra khỏi quán, mở cửa xe taxi, ném túi quân trang xuống sàn, đóng cửa xe và chàng không biết linh ngồi trên ghế nhìn gì. bức tường thấp trước mặt những người đi trên hè hay điếu thuốc cháy dở bốc khói trong gạt tàn. lúc chàng đứng dậy ra đi. rổ khoai mì đã bán gần hết chị hài lòng xóa hai tay mà nhau cho sạch đất nắng chưa gắt chiếc nón chị còn quẳng ngửa bên cạnh trên đất một người lính dừng lại chị thấy đôi giày da cao cổ đầy bụi gót phía sau mòn vẹt giọng nói lơ lỡ làm chị biết đây là một người nùng tiểu đoàn đóng vùng này gần như có giọng nói như thế cả mấy anh du kích gọi là dân chì giàu Lý do tại họ gần như không biết ăn nước mắm. Không hiểu chị dầu ngon lành gì mà mấy ông ăn hoài được chứ. Chị thốt cười rúc rích. Bà Tư đưa tay xua rồi trên gói xôi bọc lá sẵn. Cầm đưa lên cho người lính rồi quay lại gắt đùa. Con bà có cái chị thích mà cười hoài dậy bay. Chị tiếp tục cười, liếc nhìn người lính đang bốc sôi đưa lên miệng khẩu súng kẹp giữa hai chân bán kê trên mũi giày trả lời. Tôi thích cười thì tôi cười vậy đó mà. Thôi, qua biết rồi. Sáng nay mặt trời lên gần tàu cao rồi. Qua nhà tụi bay còn thấp liếp, kéo kính mít. Ngủ chi kỹ vậy. Bây giờ sướng cười dữ ha. Qua biết quá mà. Chị vụt thấy nóng bừng mặt. Im bạch cúi xuống luống cuống Người lính nhìn chị như thế từ lúc nào chị không hay. Tự dưng chị ngồi ngay ngắn lại, lấy nón đội lên đầu. Chị thấy sợ sợ. Chợ buổi sớm đương đông và những người lính chính quy này về đây từ hơn một tháng. Không làm bậy bạ bao giờ, nhưng chị vẫn thấy sợ. Chị ngồi nín thinh nhìn xuống đất và chị thở ra nhẹ nhõm khi đôi giày cao cổ đụng đậy rồi đi khuất khỏi tầm nhìn. Chị biết không nên sợ vì không có gì đáng sợ cả, nhưng chị vẫn. Thôi, phải rồi, tôi lính Pháp, hồi ấy cũng đi thứ giày này. Bị tát văng vô gậm phản, chị vừa đau vừa sợ nằm cố nín khóc, sợ bị lôi ra đánh thêm. Chị nhìn thấy những đôi giày như thế ngọ ngoại tiến lui, tiếng má của chị la hét phía trên, tiếng cười lớn của toán lính, những câu nói xì xồ giữa la, ói, đau đớn nhỏ dần thành rên rỉ. Chị nằm liệm dưới gầm như thế cho tới chiều, cho tới khi toán quân rời khỏi làng. Người bà lôi ra tắm rửa, cho anh trước khi dẫn vào buồn thăm mẹ nằm trên giường, mắt sưng vù đỏ ngầu bỗng có tiếng hỏi Còn chỗ này bán nốt cho tôi đi, 5 đồng chịu không? Chị ngẩng đầu lên, nhận ra đó là đại diện xã À, tưởng ai? Anh thì còn lâu tôi mới bán Chị cười, rồi lấy giấy gói Vũ ngừng lại cách binh cận vài thước Hạ mũi xuống xuống Chàng cố kìm giữ cho ngón tay trỏ nằm nguyên trên sắt che cò. Nếu không, chàng cố giữ giọng điềm tĩnh ra lệnh. Tiếp tục đến. Cận đứng dậy, sốc lại bao đạn, bước nhanh về phía trước. Khi đi ngang qua chàng, mắt cận nhìn trộm. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa thù hằn. Toán quân bắt đầu di chuyển. Vũ đột nhiên thấy tiếp một dịp giết người trái lệnh tại mặt trận, chàng có thể bắn chết cận không bị hậu quả gì hơn một cuộc điều tra lôi thôi. Và 30 củ là công. Bây giờ cận đã lùi thổi đi sau xạ thủ trung liên. Chàng nhìn cái lưng nhấp nhô, thấy uất ức lại tăng thêm. Tại sao chàng không bắn ngay lúc hắn vừa ngồi bệt xuống? Tại sao chàng lại cố kiềm chế vậy? Dịp may đã qua rồi. Và như vậy sẽ còn ngày lại ngày tiếp tục chiến đấu với những binh sĩ thiếu kỷ luật như thế này không biết cho tới bao giờ chàng không thể vừa chiến đấu chống địch lại vừa lo chống thuộc hạ vũ quay lại hiệu thính viên làu nhào thằng cận hên thật anh báo cho đông đa trưởng biết bọn mình đã tiếp tục tiến một tràng tiếng nổ từ phía ấp khóm cây rung động dưới làn đạn. Vũ quỳ xuống, la vào trong máy giữa tiếng súng bắn trả ồn ào. Vĩnh ba bố trí tại chỗ. Địch bắn từ bờ ấp bên phải bức lộ, nghe không trả lời. Tôi không thể tiến được. Tiếng hy hối hả. Tôi cho súng cối yểm trợ. Bọn chúng có trung liên đầu bạc. Tôi đang xin tư tưởng đống đa bắn 81. Chị ba giật mình đánh rớt gói khoai mì xuống đất Lắng nghe tiếng súng nổ liên hồi Chợ vụt im bặt tiếng ồn ào Mọi người đứng dậy lo ngại nhìn về hướng tiếng súng Ông đại diện xã cười Xa tới hai cây số lận Đừng có lo Làm hư hết cả khoai mì của tôi rồi đó Vũ đứng dậy la lớn Thôi bắn, thôi bắn, Xã thủ trung niên ngồi dậy Nhìn về phía bờ ấp Vũ tiến lại gần Tụi chúng rút rồi Chưa nói hết câu Thì nghe một tiếng nổ lớn Bùng ra bên phải Tiếp theo một tiếng nữa Chàng chạy lại máy vô tuyến giằng ống nghe trong tay hiệu thính viên Vĩnh Thanh Vĩnh Thanh Súng nổ hai trái nổ bên phải tôi một trăm thước Không ai bị thương Gọi tư tưởng Đông Đa nhờ pháo binh Yểm trợ mau Đụng cả đại đội chúng nó rồi Vĩnh ba tiếp tục bố trí Tại chỗ cho tôi 81 sắp bắn đó Quan sát Pháo binh sắp bắn trái khói bên phải anh Điều chỉnh thẳng với tư tưởng Đông Đa Hết Một tiếng nổ Hai tiếng nổ Một chuỗi tiếng nổ trong đồn phía bên kia Quốc lộ chị ba lập chụp cua cái thống. Chết tôi rồi. Dân chúng chạy tàn mát vào các dãy nhà chung quanh chợ. Đồ hàng đổ lòng trọng. Đại diện xã la lớn. Bà con đừng có lo, bà con đừng lo. Súng cối đồn bắn đi đó, không có sao đâu. Chị nấp sau cột láo liên, nhìn những người lính chạy băng qua lộ, tập trung trước đồn có tiếng nổ kế tiếp chị bắt đầu bình tĩnh quay lại mỉm cười với người ngồi sẹp dưới chân u cha hú hồn tưởng mấy anh quánh đồn nữa chứ định xuống xe ba bánh sửa lại mũ cho thẳng sách túi quân trang ném lên vai con đường đất đỏ nát bấy những vũng nước phản chiếu nắng buổi sáng hát vào mắt làm chàng mỏi mệt thêm sau mỗi bước chân. Định ném túi quần trang xuống đất, ngồi lên trên thở mạnh, những giọt mồ hôi chảy trên da lưng và bụng. Một chiếc xe chip nhấp nhọm từ phía trong đi ra. Định ngẩng đầu lên, hai sĩ quan trên xe nhìn chàng, chàng nhìn họ, chiếc xe vượt qua trong tiếng động cơ nổ nhỏ dần về phía cổng doanh trại định đứng dậy lấy phù hiệu trong túi ra đeo vào ngực vác túi quân trang đi tiếp dãy nhà lớn đổ nát một chiếc gmc đậu ngay giữa sân các toán lính ôm súng ngồi rải rác nhìn chàng đi qua phòng truyền tin náo nhiệt sĩ quan ban một lắc đầu nói chuẩn ý định đợi đây đi tiểu đoàn một đang động địch chưa thể liên lạc được đâu định đứng tựa vào tường châm thuốc hút các âm thanh điện tử trong cao xen kẽ tiếng vang tục của một hiệu thính viên một thiếu úy lại gần giơ tay định đưa điếu thuốc cho châm tiếp chàng hỏi tiểu đoàn đụng địch à không đụng lẫn nhau mới đau chứ một đại đội của tiểu đoàn một đụng đại đội biệt động quân thế mới nhảm chứ hai biệt động quân bị thương tôi sắp tới tiểu đoàn đó. Định tới nhờ ban truyền tin báo cho tiểu đoàn biết, cung cấp phương tiện tới đơn vị. Việc gì phải mất công vậy? Xuân, ra đây bồ. Xuân trưởng ban năm tiểu đoàn anh đó, còn đây lính mới. Định mỉm cười đưa tay bắt, và chàng có cảm tình ngay với khuôn mặt tròn, đôi mắt cũng tròn, giọng nặng và niềm nở của người miền hậu giang. Chàng hỏi Tiểu đoàn mình chọn với biệt động quân à? Xuân cười lộ hàm răng có một chiếc nhô ra Thế mới kỳ chứ Chưa biết lỗi tại ai Hy tính hắn cẩn thận lắm mà không hiểu sao Trung đoàn trưởng đang la oải phòng bên kia Bồ mà thò ra bây giờ là anh xài xẻ đó Sĩ quan truyền tin rời máy lại gần dơ tay cho điếu thuốc bò Đại đội trưởng biệt động quân Đang chửi thiên hạ tùm lâm Hắn đe sẽ mang quân Về đánh tiểu khu Vì tội cho lộ trình ảo Hai binh sĩ của hắn Bị thương vì đạn 81 Mẹ kiếp Nhảm thật Chẳng ra cái thể thống gì hết Giữa ban ngày ban mặt Mà đánh lộn nhau Không nhờ bên pháo binh Thấy hai bên cùng xin yểm trợ Không chịu tác xạ ngay Chứ không thì còn chết nhiều nữa Xuân hỏi Có lệnh của tiểu đoàn cho tôi chưa Rồi Bảo anh mang xe về ngay Đi đường cẩn thận Vì sáng nay kẹt quân chưa mở đường đâu Định lên ngồi cạnh tài xế Xuân móc túi quần Lấy ra một trái lựu đạn Bồ cầm tạm lấy cái này đi Lộ trình này không thể biết trước được xe tải gạo tiếp tế thôi nhưng tội cộng không thèm biết điều đó chiếc xe vụt thắng lại giữa đường một người mặc thường phục nhảy lên bục mừng đỡ thiếu xuân sơn may quá chưa biết làm sao về tiểu đoàn đây chân lành đòi à xuất viện tuần trước phải không chơi đã sài gòn đấy chứ leo lên phía sau đi xuân quay lại nói trung sĩ mẹo đại đội một đó. Hắn bị min gãy cẳng tháng trước. Khi chiếc xe ra khỏi thị trấn, người tài xế nhìn chăm chú lòng đường loan đất đỏ từng quãng. Xuân ngó ngoái nhìn láo liên hai bên, tay siết chặt trên cổ khẩu cắp pin, đặt dọc cửa xe. Định quay đầu nhìn ra phía sau, hình như không còn ai nói chuyện chàng bỏ trái lựu đạn vào giữa hai đùi kẹp chặt lấy bao thuốc và bật lửa xe lắc lư làm ngọn lửa không bén ngay vào đầu thuốc khi điếu thuốc đã cháy chàng ngẩng lên nhìn về phía trước những vệt đất gồ ghề trên mặt lộ dưới nắng nhòe lẫn với màu cà phê sữa trong chiếc ly chàng mới uống hồi sáng và những ngón tay linh những sợi lông tơ nhỏ phớt trắng dưới nắng Vũ mở bi đông đưa lên miệng tu một hơi dài. Chàng chậm chạp xoay núm nhựa đẩy lại. Mắt nhìn theo những người lính biệt ông quân đi chót khuất sau hàng cây. Bên cạnh chỗ chàng ngồi, một vài giọt máu của kẻ bị thương nhỏ xuống bắt đầu có màu nâu sẫm. Hy vung tay tiếp tục nói lớn tiếng. Hắn vừa tiến tới vừa quát. Ai làm đại đội trưởng ở đây? Tôi la lại tôi là đại đội trưởng Yêu cầu anh cho biết cấp bậc Mời ngồi nói chuyện chơi Hắn không ngồi quát tại sao bọn mình kêu 81 bắn bừa vậy Tôi la lại là chính bên hắn bắn hai trái 60 trước Thử hỏi bên nào gà chết trước đây Xã thủ súng cối nói chen vào Tụi chúng gà chết Bắn hai phát mà không trúng Trung đội trần úy vũ đi khơi khơi Vũ cúi xuống im lặng. Chàng nhìn những giọt máu bám trên lá cỏ, không nghĩ ngợi, không buồn rầu, không vui mừng. Tiếng hy tiếp tục. Tôi trách hắn, đổi lộ trình sao không báo trước. Tôi trách hắn, không chịu quan sát. Tội Việt Cộng ở bên phải ấp sao không thấy không bắn. Lại nghe trung đội của anh đang đi khơi khơi khoảng trống. Mà lại làm hai quả 60 liền. Sau cùng hắn à một tiếng rồi la Tại thằng tiểu khu Về đánh chiếm tiểu khu hỏi tội mới được Thế rồi hắn kéo quân đi Hiệu thính viên xen vào Tiểu đoàn vừa nói Tụi họ vừa đi qua đồn vừa chửi tùm lum Kể tức cũng phải Tự dưng bị thương hai người Chẳng ra sao hết Chỉ có tụi cộng là lợi Hai bên đánh lộn nhau Chúng vác trung liền chuồn mất bỗng hai tiếng nổ lớn kế tiếp vang dội những viên đất nhỏ rơi lả tả trên đầu quần áo vũ quay đầu lại la lớn về phía toán đang dùng tnt phá ổ còn mấy cái mã hồ chí minh nữa mới xong một tiếng la trả lời ba mã nữa vũ nói với hi ít nhất một giờ trưa mới xong được trưa nay có cơm không yên trí đi Tôi gọi viên đồn bảo hỏa đầu vụ rồi Chắc chúng sắp mang ra đó Vũ đứng dậy Đeo khởi súng lên vai đi băng qua lộ Toán phá đường cởi trần Mồ hôi bóng nhảy Khu vườn mát rượi Gió từ đồng trống phía xa thổi tới lá cây Cọ vào nhau êm ái Những binh sĩ đang lúi húi nấu cơm Những làn khói xanh bốc lên Kéo dài và tan biến theo chiều gió. Vũ bước vào căn nhà, cúi đầu đắp lễ người đàn ông rụt rè đứng dậy. Chàng cúi xuống nhìn chiếc hầm trú dưới gầm phản, không có gì khả nghi. Cảm viên bác cho quân sĩ tôi đóng ở đây và lấy nước. Chàng không muốn ngồi lại đây, căn phòng quá thiếu ánh sáng, quá tù tốn. Chàng dựng xuống vào vách hành lang, rút cái võng ni lông kẹp đĩa sấp bản đồ ra khỏi ngực áo, vắt xuống sàn đá hoa làm gối, lưng mát lạnh, những cành lá thấp thoáng ánh nắng, những tiếng reo nho nhỏ và thanh, chàng ngủ thiếp đi và thức tỉnh khi tiếng nhạc trong transistor của hỏa đầu quân lớn dần. Chàng ngồi xếp bằng trên thềm, chàng biết rằng chàng ăn không ngon, không phải vì mệt không phải vì đánh lộn quân bạn, chàng ăn không ngon vì ánh nắng cứ lấp lánh trên các lá cây, các lá cây tiếp tục cọ vào nhau êm ái, làm chàng như thấy có một cái gì vô ích và thừa thải. Sau cùng khi lại ngả người trên gạch ngủ tiếp, chàng nghĩ rằng chàng đang nhớ quê cũ, chàng đang nhớ tuổi ấu thời. Chàng đang thèm trở về nhà để ngủ bên thân thể rắn chắc. Một giấc yên tĩnh không lo bị bắn, sẽ bị đột kích, bị thương, bị chết trong khi ý thức còn lẫn trong u tối của giấc ngủ. Chị tức nghẹn cổ họng, miếng cơm nằm đó không chịu xuống. Chị cầm tô canh lên uống, rồi tự dưng vùng liệng xuống đất. Nước canh mảnh vỡ tung tóe trên đất chị cúi nhìn vết nước thấm loang trên nền nhà khô nâu, càng uất ức. Chị Lan lớn lên, tôi không làm chi bậy, tôi không có gì phải giấu hết. Tôi không sợ ai hết đó, có quấn thì quánh đi coi. Bà nín tình trước cơn giận bờ vợ, nhưng rồi anh bắt đầu nói, giọng hạ thấp hơn trước. Không có chi, không có chi sao bà Hạnh nói trông thấy hai người nói chuyện hoài sau hàng ba chợ vậy thiếu chi chờ sao lại đứng lúi sụi thế bộ tự nhiên tôi vô đứng đó sao chứ súng bắn ầm ầm tôi phải chạy vô đó núp chị hầm hầm đứng dậy ra sân nhưng tới hiên chị dừng lại la lối ba ngày một trận ghen tuông tôi chịu hết nổi rồi đó ừ thằng tía là bộ tôi đó đã sao chưa? chồng chi mà kỳ cục, bộ muốn tôi đứng sững dưới chợ cho đạt nổ chết luôn hay sao chứ? Chạy nút ai mà chọn được chỗ chứ? Bộ muốn tôi chết phải không? Muốn thì nói đi. Chị ngồi xuống thềm khóc, nước mắt càng tràn ra, chị càng tức. Đứa bé thấy mẹ khóc cũng hòa theo. Chị trở vào phản bông con ra ngoài đầu thèm kể lệ. Thôi, chỉ có con là thương má thôi phải không? Má con mình đến đi à, kiếm chỗ khác thôi. Má nuôi con nghe. Không cần con người đó ha. Chị lại bắt đầu khóc. Sau khi liếc nhìn thấy chồng đang rời khỏi phản. Ba lầm lỗi đi qua mặt hai mẹ con. Mở cổng đi về quốc lộ Chắc ảnh đi nhậu quá Chị nghĩ tuổi thân khóc lớn hơn Rồi ngừng bặt Sau khi thấy bóng chồng khuất sau một khúc quanh Cứ mỗi lần cãi lộn xong Là lại như vậy Nhậu say đến đi hết nổi Mới trở về nhà ngủ vui Cũng may Ảnh hiền Say đến đâu cũng không đánh mẹ con chị bao giờ Ảnh thế mà tốt hơn nhiều người khác Chị đột nhiên thấy mình muốn cười Rồi chị mỉm cười có ai trông thấy đâu mà sợ Chị lấy khăn lau mặt đứa bé Nhét vào tay nó một con vịt nhựa Thu xếp bắt đũa vào rổ Bê ra sân rửa Trời nắng gắt Nhưng ánh nắng không qua được lớp lá mít Dày đặc trên đầu Chị nghĩ tới chồng đang lầm lũi đi dọc bờ ruộng. Khi nãy, anh đi vội, đâu có đội nón, phơi nắng sau khi say độc lắm. Thế nào cũng đau cho mà coi Nghĩ cũng tội nghiệp ảnh Ảnh thương mình quá Nên hay làm tùm lum vậy thôi Nào đã có chi bậy bạ đâu Tự dưng máu dồn lên nóng bừng mặt Chị nhớ tới một buổi trưa Lâu rồi, ngày chưa lấy chồng Ngồi với tía sau bờ dừa ngoài sông Bàn tay người đàn ông sần sùi và ráp trên cánh tay Chị run lên giá bữa ấy tía đừng có vội chị đâu có la lên giá lúc đó ảnh chịu khó đợi đến tối đúng vậy nếu trời tối chắc chị không la nhưng tía vội quá chị la lên và hải đã chạy đến hai người đàn ông đánh lộn nhau chị đứng sững dưới gốc cây dừa chẳng mong cho ai thắng hải cũng thương chị và chị cũng chẳng biết bênh ai trong hai kẻ đang hầm hè Lăn xả vào nhau đấm đá Chị bê rổ bát đứng lên Đặt từng chiếc úp xuống dàn cây trước sân Hải đi theo mấy anh du kích Tía lên tỉnh mần ăn mất tích Ở lại ấp Sau cùng chỉ lấy ba Kể cũng kỳ thiệt Mình đã tưởng không lấy tía thì lấy Hải Rút cục một con Một con rồi Chị cười đi vào nhà Chuyện hai người đánh nhau tầm lâm hồi ấy Cả xã biết Tía trở về là đại diện xã Lại hay cà rờ chung quanh Làm ảnh chi Không ghen cho được Chị lại cười Lấy lược trải lại tóc Và nhìn khuôn mặt mình trong gương Nắng ngoài sân Chói một khoảng nhỏ góc gương Làm chị nhíu mắt vũ từ từ cảm thấy nóng bỏng trên đùi và ngực nắng buổi trưa đã chưa tới hàng hiên chàng toan cựa mình lăn vào trong nhưng vách tường chận lại bây giờ đã tỉnh hẳn ngủ chàng nhớ lại thứ lo lắng bồng bềnh bao phủ từ trong giấc ngủ kéo dài tới lúc này hình như có địch trong bụi đang bò tới gần nòng súng lắc lư dọ dẫm tìm đường ngắm đống Vũ muốn ngồi dậy mở mắt quan sát tứ phía, nhưng thân thể chàng y ra. Các ý nghĩ xôn sao vẫn cảm giác bất an, vẫn thứ vị trí, ranh giới với cái chết ấy. Không có gì đâu, lính chắc có đứa thức gác phía sau nhà. Không có gì đâu. Chắc không có gì đâu. Chàng xoay người quay lưng ra phía ngoài, cố ngủ tiếp, nhưng không được lưng lành lạnh chống trải và thụ động vô phương tự vệ như một tấm bia trên thềm bắn. Đến như thế là vô ích rồi, không thể khuyên nhủ được gì nữa. Để tâm hồn chịu trở và giấc ngủ, chỉ còn có cách ngồi dậy quan sát. Vũ ngồi lên, nhìn tứ phía, bên kia quốc lộ hàng cao su chạy dài từng hàng trống trải tỏ từng khoảng dưới vùng nắng lọt qua lá phía trên. Không có gì cả, không có một người nào, không một cành cây lùng cỏ rung động một cách khả nghi. Vũ đưa chân móc dây nịt đạn lại gần, lấy bi đông đưa lên miệng tu một hơi dài, chàng để trả bi đông vào bao, châm thuốc hút và bắt đầu thấy hoàn toàn an ninh. Chàng đã mở mắt tỉnh táo và cầu súng trong tầm tay mắt mở, tỉnh táo và súng cầm tay, chỉ như thế mới thấy yên ổn được. Ban đêm, chàng nằm trên võng, bàn tay mân mê bắn súng gác bên, lắng nghe từng tiếng động. Tiếng chó sủa vu vơ nơi xa, tiếng một con chuột chạy va vào một ống bơ, tiếng trẻ khóc trong một ngôi nhà, tất cả đến thẳng ý thức chàng đòi hỏi một chú ý, một phân tích, có địch hay không, có hay không, ở hướng nào. Giác quan cực nhạy trong một tình trạng căng thẳng kéo dài và thường trực đến độ một đêm, tự dưng chẳng bừng ra khỏi giấc ngủ, tâm hồn chưa chuyển vận. Tay trái đã đặt lên dây nịt đạn và khẩu súng đã gọn ghẽ trên tay phải. Nhưng không một tiếng động, một luồng gió bất thường cái gì đã làm chàng thức tỉnh vậy. Ngồi im nhìn và lắng nghe trong ánh trăng ban đêm, sau cùng chàng khám phá ra chính người lính gác giặc đổi phiên gác rón rén đi qua che khuất trong một khoảnh khắc ánh trăng vẫn chiếu trên mặt, đã làm chàng thức giấc. Mới chỉ thiếu đi một khoảnh khắc ánh trăng, mình mệt rồi, chàng thì thào phải kiếm đôi giày khác, đưa đôi này đi làm phép mà tuya. Một thằng bạn nào đã nói, phải đi giày có phép mà tuya đỡ căng thẳng thần kinh. Hắn có lý, chàng sợ nhất ban đêm bị đánh bất ngờ, xỏ giày không kịp, cứ chân không tác chiến và chạy băng bờ bụi. Có tiếng cãi cỏ lớn phía sau nhà, một anh binh sĩ chạy ra mặt đỏ bừng tức giận tôi bảo thằng cận nó gác nó không chịu bảo bị kích bất ngờ chết nó trước nó chịu vũ ngẩng đầu lên nhìn chàng không ưa hạ sĩ này không có khả năng chỉ huy lại hay la lối chê trách đồng đội hắn nói có lý có lý nhưng chàng hôm nay không cho lệnh gác ngày chưa ra lệnh không cần bảo vệ lệnh chàng mỏi mệt và tức giận, tức giận tất cả từ bộ mặt hỗn láo của cận. người hạ sĩ cao có trở lại lầu nhào. tiểu đội một nhảy vô về đồn hết rồi chuẩn úy. tôi cho họ về thổi cơm. nhưng chuẩn úy bảo chỉ cho mỗi tiểu đội về hai người thôi mà. hiện giờ còn bao nhiêu? Dạ mười người tính cả chuẩn úy. Vũ đột nhiên mỉm cười vu vơ. Mười người trên tổng số mười bảy, không sao. Còn hai người, đối với chàng, thế cũng đủ. Một kẻ coi bên trái và phía trước, một kẻ coi bên phải và phía sau, chàng đi đâu cũng được. Vũ sách súng đứng dậy đi vòng ra phía sau nhà, chàng lan lớn về phía toán lính. Tôi đi năm mươi thước về phía bên này, Nhớ đó, đừng có bắn ảo. Chàng chọn một chỗ cỏ thấp, đằng sau một bụi cây nhỏ có hoa tím lấm tấm, tụt quần ngồi xuống. Búng mẫu thuốc ra phía trước, chàng lơ đãng theo dõi nó rơi lướt trên các ngọn cỏ, rồi khuất xuống dưới. Một làn khói xanh bắt đầu cuồn cuộn bốc lên khỏi lớp cỏ, tan vỡ dưới gió. Chàng nhìn làn khói buồn bã và bực tức sau cùng, chàng hiểu rằng chàng đã tiếc đã không bắn chết cận sáng nay. Tiếc vô cùng. Chàng đứng lên định cài thắt lưng. Bỗng một tiếng súng nổ chát chúa phía trước. Chàng tiếp tục tìm đầu dây thắt lưng. Chắc là một tên du kích nào bắn hú hỏa quấy nhiễu đây. Một tiếng rít dài vụt qua. Đồng thời với tiếng nổ thứ hai. Chà, nó đang nhắm mình chàng không kịp nhét cái giống vào trong quần cúi vội xuống cầm súng đưa lên vai bắn vội vã vào những gốc cây bụi rậm phía trước sau ba phát liền chàng biết tên du kích chắc chắn đã lẩn mất nhưng nỗi bực tức làm tay chàng tiếp tục bóp cò phía xa từng lớp vỏ cây trúng đạn văng ra từng lớp bụi trắng bờ ấp tung lên làm chàng dễ chịu hơn chàng tiếp tục bắn và khi băng đạn hết chàng quay lại phía sau la lớn mấy người lính lấp ló ẩn nấp quan sát báo hiệu thính viên báo cáo đại đội trưởng một tên du kích bắn xẻ vô sự chàng cúi xuống nắng chiếu vào lớp lông óng ánh cầm súng chàng đứng sững một thời gian cúi nhìn cái giống của mình dưới ánh nắng không suy nghĩ gì cả kính thưa quý vị quý vị vừa nghe xong hồi ký chiến tranh với tựa đề tiền đồn tập 1 xin hẹn quý vị ở tập 2 kế tiếp